Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi, kính thưa quý vị. Hôm nay ngày 25 tháng 12 năm 2021, không bao nhiêu người ngày nữa là chúng ta đón mừng năm mới. Thưa quý vị, Nghe lời thì ở Bắc Cali, và khi nhìn về Nam Cali, thú thật hàng ngày chúng ta theo dõi, chúng tôi phải nói thẳng rằng rất là buồn và vừa lo nữa. Thưa quý vị, vì sao? Nhưng chúng ta đã biết Westminster được gọi là thủ phủ của người Việt tị nạn cộng sản, có thể nói là thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản, thưa quý vị. Và ở đó có được cái danh nghĩa đó là bởi vì có một người thị trưởng gốc Việt, đó là ông Tạ Đức Trí. Ông đã làm thị trưởng 4 nhiệm kỳ. Thế nhưng như chúng ta đã biết, từ 2020 tới hôm nay, sau cái chiến dịch recall một người thị trưởng và hai người nghị viên khác, đó là nghị viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí và nghị viên Kiều Liêu Hồ, cái chủ trương này được phát động từ ông tỷ phú Hoàng Kiều với một số người đi theo ông, mà họ đi dự cái tà thình sáu mà người ta gọi rằng đó là cái nhóm mà đi ăn tôm hùm. Thưa quý vị, thì cái việc bỏ 2,5 triệu thì coi những người này đã bị thất bại. Thì sau đó, thưa quý vị, thị trưởng Tạ Đức Trí đã có cái suy nghĩ rằng xây dựng một cái tượng đài để vinh danh người lính Việt Nam Cộng Hòa, đó là cái tượng đài tái chiến quyền quản trị. Thì thưa quý vị, suốt một năm sau đó, tức là được Hội đồng thành phố chấp thuận từ ngày 9 tháng 12 2021 2020, nhưng mà suốt một năm trải qua biết bao sóng gió với biết bao sự đánh phá, mà chủ trương là cái nhóm người đã đi theo ông tỷ phú Hoàng Kiều trong cái recall và bị thất bại. Bên cạnh đó thì cũng có những việc khác là do cái cá nhân vân vân, nhưng mà sau đó nữa, thưa quý vị, rất là nguy hiểm là chúng tôi được biết rằng ở Westminster đã có cái vấn đề là dự định không cho, không phải là dự định nữa mà là nghị quyết không cho xây dựng cái tượng đài tái chiến quyền quản trị tại Freedom Park. Chưa hết, còn có những cái dự định là nhổ những cái tượng đài mà trước đây cũng từ cái tư tưởng của Tạ Đức Trí, đó là tượng đài các tướng Tưởng Tiết, tượng đài Hoàng Sa, vân vân. Và rồi mới nữa, thưa quý vị, là vấn đề là đuổi cái văn phòng thị trưởng Tạ Đức Trí ra khỏi cái City Hall của Washington. Thưa quý vị, dồn dập những điều đó thì chúng tôi không biết là ở cư dân thành phố Western nghĩ như thế nào, nhưng mà là một người Bắc Cali, chúng tôi rất là buồn khi mà trên 150.000 người Việt tại đây mà không có được một nghị viên người Việt. Thì ngược lại, ở thành phố Washington, trong một thành phố đã có 4 người nghị viên gốc Việt, mà họ trong đó có một người thị trưởng, mà họ lại muốn đi nhổ cái ông này. Thì mà ông này ra làm gì, thưa quý vị? Họ lấy những lý do ví dụ như là trao bằng khen cho cô Thanh Vân, là một người ở bên Việt Nam, vân vân. Thì cái lấy cái lý do đó thì đã bị thất bại trong cái việc mà recall, nhưng bây giờ họ vẫn dỡ cái sách đó trở lại. Rồi bây giờ họ lại đẻ ra cái chuyện nữa, đó là ông thị trưởng này đã tùy tiện bán đất của thành phố cho một tư nhân, vân vân. Và vì vậy, thưa quý vị, trong vấn đề này chúng tôi được biết rằng ở Washington đang có một cái phong trào gọi là recall Kim Ly Hồ và ông Carlos Menzo. Thì chúng tôi mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghệ Lữ và ông Bùi Mạnh Cường, là một người đã rất tích cực. Như quý vị đã thấy là hình ảnh ông mặc cái áo đó là Save Westminster. Tôi rất đồng ý với cái chữ này. Hãy giữ gìn cái Westminster, bởi vì Westminster là thủ phủ chống cộng của chúng ta, thưa quý vị. Và trước hết, Nghệ Lữ chào anh Cường và kính anh. Với những cái điều mà Nghệ Lữ vừa tổng kết qua đó, thì thưa anh có thể có cho mọi người đang theo chương trình biết được rằng hiện nay Washington của chúng ta đang như thế nào, thưa anh, và trong cái chiến dịch recall đi đến đâu, thưa anh? Dạ, thân chào anh Ghê Lữ và tất cả quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện giữa Bùi Mạnh Cường và anh Ghê Lữ tại San Jose. Trước khi chúng tôi nói thì chúng tôi xin cảm ơn tất cả những sự ủng hộ của đồng hương tại San Jose trong những ngày qua, và chúng tôi rất là cảm kích cái sự Nam Bắc. Của cộng đồng Nam Bắc ở dưới ở California này rất là đoàn kết và đã chia sẻ ngọt bùi với chúng tôi ở dưới này. Chúng tôi có gặp khó khăn về cái vấn đề tượng đài, nhưng mà cuối cùng ấy thì hàng chục ngàn chiến sĩ nhảy dù, thủy quân lục chiến và dân quân cán chính đã có một nơi an vị tại San Jose,
thì dân chúng tôi ở dưới này cũng rất là cảm ơn cái sự hợp tác chân thành của quý anh ở trên đó. Giờ trở lại cái vấn đề là bãi nhiệm ở Kim Lê Hồ thì chúng tôi còn khoảng chừng độ hơn 10 ngày nữa là tới ngày đáo hạn để nộp đơn bãi nhiệm, nộp chữ ký bãi nhiệm ở Kim Lê Hồ. Thì hiện nay chúng tôi đã có đủ số chữ ký để bãi nhiệm. Tuy nhiên phong trào bãi nhiệm ở Kim Lê Hồ, ông Carlos Menzo vẫn tiến hành rất mạnh mẽ, vì lý do là sao, đối phương cũng có những cái thủ đoạn lừa dối cộng đồng chúng ta, cử tri tại Westminster, địa hạt số 3 và Kim Lê Hồ, đã lừa dối để lấy chữ ký một số người không hiểu biết, một số vị cao niên không có quen thuộc với cái chữ nghĩa, thành ra bà đã lừa lấy một số chữ ký đó. Chúng tôi phải lấy dôi ra hàng ngàn chữ ký khác để mà bù cho những cái trường hợp mà sai trái bà đang làm. Cái vấn đề sai trái của bà đó thì chúng tôi sẽ có thể đưa ra ánh sáng để mà phản đối lại cái sự lừa một cái chữ ký ở trên đó. Thì quý vị phải cho cái người ký tên đó biết là cái gì. Còn đây quý vị nói một đằng làm một nẻo. Thí dụ quý vị hỏi người cử tri đó là có muốn bãi nhiệm bà Kim Lê Hồ không, thì người cử tri đó người ta nói chúng tôi rất là phẫn uất về cái sự phản bội của Kim Lê Hồ và chúng tôi muốn bãi nhiệm bà Kim Lê Hồ, thì cái người đó đã đưa ra một cái tờ giấy là chống bãi nhiệm để cho ký thành những cái vị, vì cả tin những người đi nhân viên của bà Kim Lê Hồ, đâm ra là đã nhờ ký một cái tờ giấy nhầm, thay vì bãi nhiệm thì là chống bãi nhiệm. Thì đó là một cái sự lừa đảo mà chúng tôi đã đưa ra dư luận và đồng hương bắt đầu giờ thức tỉnh. Thì trong những ngày tuần qua chúng tôi ngày nào cũng đi có hàng chục người đi lấy chữ ký của những vị cử tri chưa ký tên hoặc là bị bà Kim Lê Hồ lừa. Thì ngoài ra còn một số người nữa thì đang phân vân chưa biết theo dõi theo bên nào và thấy có sự lộn xộn, thành ra không muốn tham dự vào trong cái chuyện này. Sau khi nghe chúng tôi trình bày ở trên các đài radio, TV, YouTube thì bắt đầu mới hiểu ra vấn đề là chúng ta cái sự sức mạnh của cộng đồng Việt Nam tại quận Cam này đang bị lung lay bởi những bà Kim Bê Hồ, là một cái người đã bắt tay với kẻ thù. Kẻ thù đây là ai? Chúng ta có thể nói là người đầu tiên là ông Hoàng Kiều, người thứ hai là ông Tài Đỗ, người thứ ba là ông Carlos Menzo, người số 4 là ông Phát Bùi, người số 5 là ông Bùi Đẹp, và người số 6 là ông Phạm Kim Long. Thì những người đó đó ít nhiều gì người ta đã quyết tâm chống phá cộng đồng Việt Nam này từ 2 năm qua, và có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng là những người này là những cái thành phần có liên hệ tới cộng sản. Thành ra công chúng ở đây bắt đầu ý thức được cái vấn đề là có bàn tay lông lá của cộng sản Việt Nam ở trong đây. Thành ra chúng tôi đã phải kêu gọi sự thức tỉnh của đồng hương chúng ta. Ở đây chúng ta không có, chúng ta sống ở nước Mỹ này, chúng ta không làm chính trị, chúng ta vẫn phải làm. Vì lý do đằng sau là nếu không làm một ngày nào đó thì có thể là ông Tài Đỗ, ông ấy sẽ ra một cái thông cáo, ông ấy biến cái khu vực Little Sài Gòn này trở thành thành phố Hồ Chí Minh như trước đây ông ta đã làm. Và cũng có thể một ngày nào đó ông Phát Bùi là cái người đã đi sát với ông Hoàng Kiều, mà ông Hoàng Kiều là một cái người mà ông khoe khoang, ông ở trên Facebook của ông, ở trên hình ảnh của ông đứng chụp với các vị lãnh đạo Hà Nội cũng như là những cán bộ cộng sản tại Việt Nam này tràn đầy như vậy. Thì chúng tôi có thể chứng minh được rằng là những cái điều này là bà Kim Lê Hồ, bà ấy đã ngủ với những cái người mà xưa kia đã recall bà. Thì đó là một điều mà làm cho quần chúng, quý vị nhìn thấy rằng là đó, hình ảnh ông Hoàng Kiều và đứng chụp chung với tất cả một số những cán bộ cộng sản ở đây, và quý vị nhìn thấy là cái màu đỏ phía dưới này là ông Tài Đỗ, ông ấy đã
thông báo ở trên Facebook, ông ấy thử thách cộng đồng Việt Nam là ông muốn biến thành phố Westminster trở thành thành phố Hồ Chí Minh. Thì ông Tài Đỗ được dân chúng ở dưới này mệnh danh là một Trần Trường thứ hai. Quý vị còn nhớ rằng Trần Trường ngày xưa năm 1999 đã treo cờ đỏ sao vàng ở trong tiệm thôi nha, đã bị quần chúng ở tại đây biểu tình chống đối 53 ngày, lúc đó chúng ta mới hạ được lá cờ. Còn đây á, là ông Tài Đỗ là một viên chức dân cử và có sự ủng hộ trực tiếp của bà Kim Lê Hồ cũng như ông Carlos Menzo. Ông ta có thể một ngày đẹp trời nào đó thì ông ấy đưa ra cái ý kiến trở lại, và bây giờ đó bà Kim Lê Hồ có 3 phiếu, có ông Tài Đỗ, ông Carlos Menzo thì bà ta có thể làm được những cái điều mà bà ta mong muốn. Thì chúng tôi biết rằng là bà, dù bà ta là một cái người hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bố bà ta là một người đại tá có uy tín trong cộng đồng này, nhưng từ ngày bà ông mất đi, thành ra bà ta đã đi vào con đường sai lạc, là đi theo những người kẻ thù, những người mà có liên hệ với cộng sản. Thì chúng ta đang nhìn xem thấy rằng là những bằng cớ, bằng hình ảnh và bà ta đã bắt tay với những người này, thành đâm ra nó trở thành một vấn đề nan giải. Và cộng đồng Nam California này cũng như cộng đồng người Việt ở khắp nước Mỹ này đã cùng sát cánh với nhau để tìm mọi cách loại bỏ bà Kimberly Hồ đi. Vì dân chúng ở đây họ không muốn là có một kẻ nuôi ong tay áo trong cộng đồng này. Như quý vị biết rằng là cộng đồng tại cử tri tại cả Westminster đã cứu bà Kim Bê Lê Hồ thoát khỏi cái việc bãi nhiệm của ông Hoàng Kiều, ông Tài Đỗ, ông Carlos Menzo, ông Phát Bùi. Nhưng mà bây giờ đó, mấy người bà Kim Bê Lê Hồ lại bắt tay với người này để mà phá hoại sức mạnh của cộng đồng chúng ta. Cái điển hình trước mắt là bà ta đã giật sập cái tượng đài tái chiếm thành cổ Quảng Trị. Như lúc nãy và anh Ghê Lữ có nói rằng là bà ta có dự định là ủy quyền cho ông Carlos Menzo di rời. Thật sự cái di rời đó là một sự phá hủy, vì quý vị biết là cái tượng đài của Hoàng đánh chiếm Hoàng Sa cũng như là các vị anh hùng liệt sĩ đã tự sát để không rơi vào tay địch thì phải di rời chỗ khác. Khi di rời như vậy thì những cái bệ xi măng đã chôn sâu dưới đất này hàng tấn như vậy thì muốn di rời đi phải đập bỏ những cái đó đi, thì có phải là cái đó cũng là một hình thức để đập bỏ cái hai cái tượng đài đó. Thành ra chúng ta nhận thấy rằng là những cái tượng đài đó là để cho chúng ta, quần chúng nhìn lại cái vấn đề Việt Nam, cũng như là để cho con cháu chúng ta sau này có một cái điểm để mà quan sát, cũng như là để học hỏi về lịch sử của cha ông, thì chúng ta sẽ không còn nữa. Thì đó là một âm mưu rất thâm độc của bà Kim Lê Hồ, không hiểu bà nhận lệnh từ ở đâu, chúng tôi đang tìm hiểu. Mà nhưng mà từ từ rồi sẽ có những hình ảnh của bà ta và có những tin tức bị lộ ra ngoài thì chúng ta sẽ biết là cái hành động của bà bị giật dây với của phía cộng sản như thế nào. Thì giờ này chúng tôi đang theo dõi sát nút để mà xem, nhưng mà chúng ta chưa có bằng cớ nào rõ rệt là bà ta đã theo chỉ thị của Bắc Bộ. Nhưng chúng ta thấy là bà ta đã liên hệ với những cái người mà liên hệ với có liên hệ cộng sản, tức là ông Phát Bùi là người đã ngồi với đại sứ Việt Nam cộng sản Việt Nam tại Los Angeles. Thì nếu mà ông ta có dẫn một phái đoàn cộng sản đi ở trong khu vực lý Sài Gòn này, chúng ta cũng không có ngạc nhiên, mà chúng tôi nghĩ rằng có một ngày nào đó ông ta sẽ có thể làm được cái việc đó. Vì chỉ vì quyền lợi và những cái gì mà hứa hẹn của Hà Nội cho ông Phát Bùi, thưa đây. Dạ vâng. Kính thưa anh, như anh vừa nói và chúng ai cũng đều biết là bà Kim Lê Hồ là con của một đại tá của lực lượng Cộng Hòa. Phải chăng
Vì cái ý này mà chúng tôi theo dõi thì thấy được rằng đó không ít là những cái hậu đoàn quân đội ở dưới Nam Cali, trong những cái buổi mà bà Kim Liên Hồ gây quỹ vân vân đó thì họ lại đến. Thì anh nghĩ như thế nào khi mà cũng có nhiều hội đồng quân đội ở Nam Cali đó là ủng hộ bà Kim Liên Hồ, và ngược lại thì cũng có những người mà đi chống ông Tạ Đức Trí thì để nói rằng ông Trí là hai mặt, ông Trí là phản bội vân vân, thì anh giải thích điều này như thế nào thưa anh? Dạ vâng, thưa anh, thì anh biết ông Hoàng Kiều đã từng sống ở Trung của Trung Cộng khoảng 2-3 thập niên, thì ông ta rất rành rõi cái việc mà sử dụng người cũng như mua chuộc người. Ông Hoàng Kiều đã bỏ tiền ra cho ông Carlos Menzo, đã bỏ tiền cho ông Tài Đỗ, chỉ vì vấn đề tiền ông Tài Đỗ đã làm tay sai đắc lực cho ông Hoàng Kiều, cũng như ông Carlos Menzo đã từng nhận vài trăm ngàn Mỹ kim qua cái tổ chức của ông để bãi nhiệm bà Kim Lê Hồ và một số nữ quân nhân, một số quân nhân khác. Chúng tôi chẳng ngỡ ngại ngùng gì, chúng tôi nói là ông Bùi Đẹp, ông là chủ tịch tập thể chiến sĩ Tây Nam. Việt Nam Tây Nam Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Ức là chủ tịch tổng hội của không quân võ bị gì đó, và một số những cái người khác nữa đó thì đã chén anh với ông Hoàng Kiều, đã ăn lobster của ông ta, có nghĩa là lại có thể là nhận tiền nhận bạc của ông Hoàng Kiều. Thành ra và có thể rất là nhiều nguồn tin cho chúng tôi biết là các ông ấy đã nhận tiền, mà đôi có một nguồn tin khác nói là ông có lợi, các ông ấy đã bị ông Hoàng Kiều mua chuộc về tiền bạc, về quyền lợi cũng như là về gái gẩm. Ông Hoàng Kiều là nổi danh về cái việc đó, thành ra vì cái chuyện đó, đó là một cái trò chơi của Trung Cộng đối với các vị quan chức Việt Nam mình. Tại Hà Nội ghé thăm Bắc Kinh thì đã bị gài bẫy cái đó, và từ đó giờ đi không có một người nào dám nói đến cái gì mà bất lợi cho Trung Cộng. Thì những cái nguồn tin đó của những người mà am hiểu tình hình thì cho chúng tôi thấy rằng là chuyện đó nếu có xảy ra thì cũng không lấy ngạc nhiên, tại vì những vị sĩ quan gọi là lãnh đạo ở trong những cái nhóm cựu chiến sĩ ở đây là họ rất xôi thịt, và họ chỉ bảo vệ cái quyền lợi của họ, miễn làm sao được ăn được chơi được gần gũi ông tỷ phú Hoàng Kiều là người ta thích, người ta cũng hết tất cả những cái quyền lợi của cộng đồng này. Và trong những cái vụ recall vừa qua thì cái bộ mặt xấu xí của ông Tài Đỗ, ông Carlos Menso, ông Phát Bùi, ông Bùi Đẹp, ông Nguyễn Văn Ức và một số người khác nữa đã bị lộ diện rồi. Bây giờ các ông ấy trốn không có dám xuất hiện nữa, và làm cho bà Kim Bân Hồ cũng hơi thất vọng. Nhưng ông Tạ, những người đó thì giấu mặt đi nhưng mà vẫn âm thầm tiếp tục ủng hộ bà Kim Bê Lê Hồ một cách gián tiếp. Và chúng tôi nhận thấy rằng là những sĩ quan đó trước đây chúng tôi rất là kính trọng, nhưng mà về sau những cái thái độ hèn như vậy, nhận tiền của ông Hoàng Kiều, ăn uống với ông Hoàng Kiều, rồi không biết mua chuộc những cái gì nữa, và bây giờ là ông Hoàng Kiều đã nhục mạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nói cộng đồng Việt Nam tại Mỹ này không ra gì. Cho tới giờ phút này quần chúng yêu cầu ông các vị đó phải lên tiếng nhưng mà không lên tiếng được, vì lý do làm sao là đã bị ông Hoàng Kiều gài vào cái thế mà không thể nào nói được. Thành đó là những cái điều Dạ vâng. mà công chúng ở đây đã hiểu biết, và mọi các cộng cộng đồng tại San Jose cũng đã được biết cái chuyện đó rồi. Dạ vâng, thưa anh, để chấm dứt cuộc nói chuyện thì thưa anh có thể cho mọi người biết rằng cái việc recall nó có cái nguyên nhân và nó có cái chính nghĩa rõ ràng rồi. Nhưng cái việc mà đi lấy chữ ký thì anh có thể cho mọi người khắp nơi trên giới biết được rằng nó có thuận lợi hay không, và anh nghĩ rằng cái việc mà khi có một cuộc bỏ phiếu để recall
chắc chắn điều này thành công hay không? Mời anh. Dạ vâng thưa anh, cái không có cái chuyện gì mà nó dễ dàng hết á. Nhưng mà chúng tôi ngay từ lúc đầu chúng tôi có nói là cuộc recall của chúng tôi là rất là nhanh và hữu hiệu. Tuy nhiên thì một cái con cáo già, một cái bà Kimberly Hồ này, một người chúng tôi là những người ủng hộ bà ấy trong quá khứ. Nhưng mà bây giờ chúng tôi chống lại bà thì vì lý do làm sao là bà đã phản bội chúng tôi, phản bội cộng đồng, phản bội những người đã dẫn dắt vào trong đó. Thành ra bà ta cũng fight back lại, tức là bà vẫn cũng lấy lại, lấy những số chữ ký chống bãi nhiệm. Thì chúng tôi chưa biết cái ẩn số là như thế nào. Thành ra chúng tôi vẫn phải tiếp tục lấy chữ ký cho tới ngày cuối cùng và khoảng trung tuần tháng riêng. Thì chúng tôi sẽ ngưng chuyện đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi ngay từ đầu nói chúng tôi đã có đủ chữ ký, nhưng mà chúng tôi phải có một cái buffer, tức là chúng tôi phải có một cái số chữ ký dư ra để ngừa trường hợp là cái sự phản trác, những cái sự lừa đảo của bà ấy đã được lan rộng. Thì đó là cái điều mà chúng tôi có thể nói được. Nếu chúng ta có đủ chữ ký và tôi tin chắc là chúng, nhưng mà không biết cái chữ ký phản lại thì bao nhiêu thì chúng tôi phải nói là không ai biết cho tới khi nào phải submit những cái tờ giấy đó vô chúng tôi mới biết. Thì trong cái dự tính của chúng tôi là sẽ lấy khoảng 4-5 ngàn chữ ký, mà trong đó chúng tôi chỉ đòi hỏi có 2.600 chữ ký thôi, 2.700 thôi. Nhưng mà chúng tôi đã qua cái số đó rồi, thành ra chúng tôi rất là tin tưởng rằng là sự đồng hương cử tri địa hạt số 3 và địa hạt số 2 này sẽ đóng góp thật nhiều vào cái chữ ký đó để chúng ta bảo đảm rằng là chúng ta thành công trong cái giai đoạn đầu tiên là lấy chữ ký. Đến giai đoạn số 2 này có thể là xảy ra chừng độ 3-4 tháng sau nữa, thì chúng tôi đoan chắc rằng là chúng tôi sẽ thành công dễ dàng. Vì lý do chúng tôi tin tưởng như vậy là vì chúng ta có được lòng dân. Ngày xưa ông Hoàng Kiều bỏ ra 2,5 triệu 2 năm về trước, nhưng mà không có được lòng dân, thành ông đã có bỏ thêm 10 triệu nữa cũng vẫn thua. Vì lý do là quý vị không thể là có thể mua chuộc được những người này người kia, nhưng mà không mua chuộc được lá phiếu. Quần chúng ở quận Cam cũng như là thành phố Westminster nói riêng đó là không ai có thể mua được mà người ta đã sáng suốt để mà ta bãi nhiệm mà bà Kimberly Hồ. Thành chúng tôi tin rằng là cái vấn đề bãi nhiệm bà Kimberly Hồ này chỉ là vấn đề ngày tháng, thưa anh.